nhiều khi em nghĩ nó cũng vô lý nhá. Con nấy đây mà 80 triệu bán hẳn mấy 4 con trâu được 80. Con nấy đây mà 80. Mà không phải nó vô lý bây giờ, vô lý mà 10 15 năm nay nó vẫn thế mà. Có phải bây giờ nó mới thế đâu. Ngày xưa con rúi má đào này cây đây 3 năm nhá, nó có 650.000. Còn bây giờ thì không dưới 700 một cân. Con này kịch thủ nó lên bao nhiêu cân? Kịch thủ thì nó lên đến 5 cân, hơn 5 cân như bọn bên này này. Nhưng mà nuôi được như thế này thì nó khoảng tầm 15 đến 18 tháng. Nếu con rúi tầm 10 tháng thì nó mới đạt khoảng tầm trên 3 cân đến 3 cân rưỡi. To, mình nuôi càng đĩa thì nó càng to. Và nếu mà nuôi 1 năm thì trên dưới 4,5 cân. Có cái con này lại để riêng cái tỉnh. Con này á? Thường nó hiền. Con này mày, mồi khách đây. Mai kia sờ nó phải hiền. Bác phải vào đây này. Đấy. Thế này. Đấy, ôm đấy để mồi. Cứ bắt riêng từ bé chơi với nó, xong rồi lần dần anh thả nó chạy khắp nhà. Đến bữa thì huyết sáo lại cho ăn cơm, đặt tên cho nó hoang. Em ví dụ mình đặt, em đặt cho nó là gấu chẳng hạn, sau này cứ gấu lại ăn cơm mà nó chạy thôi. Giữa động vật gì mà chơi thân với nó từ bé nó lành hết. Buổi sáng nhà mình cho ăn là có mỗi mía không phải? Mía. Buổi sáng chia mía với ngô anh, hôm nay là chưa cho vì khách đến nhiều. Bà ấy lấy cái bao. Đang đi lấy bao rồi. Thu cái phân này về này, đổ vào. Tại làm sao mình lại lấy cái phân này? Nhưng mà phân này là phân bị sạch bệnh nhá. Đấy, nhiều nhà mà nó xúc lộn cái phân mà tiêu chảy vào là về lại lấy sang đàn. Để về nó nhanh quen chuồng. Về chuồng mới nó có cái để nó lót cái bụng nó nằm, nó không bị tiêu chảy. Cũng giống như người mình ấy, nằm cứ úp bụng xuống nền gạch men ấy, lạnh là đau bụng. Chứ không nhiều người cứ cãi với tôi cho ăn bình thường mà xuống tôi đau bụng. Cái này về anh chị về tí chịu khó này. Là phơi đi nhá. Phơi cho khô nên đã xong rồi cho vào. Đấy vì trong chuồng này đang ấm. Phải chị hộ em lấy chổi quét thêm đi. Yeah. Hôm nay là ngày đẹp người ta hẹn đến lấy. Vì là hôm nay bọn em cũng không hẹn anh mà bọn em tới lên thì vừa rồi là nói chuyện với anh mà là lấy mấy cái ô bên này này. Chúng em cũng bắt cho anh mà cứ ít thì mười mười lăm mà em cảm thấy không phải điện trước, nhiều thì mới điện. Bọn em là cứ thế bọn em lên thôi. Cái chui mốc ấy thì không phải điện. Nhưng mà má đào này nó hôm nay mà anh lên là không có. Này anh Bình anh còn cố quay lại hỏi anh cho bắt má đào hay không? Các cái ô này thì cái loại mốc má đào mà to như này này. Loại tầm 6,5 này là không còn. Bây giờ là 6,5 một cặp đấy. Ừ. Cứ loại này là cân rưỡi lộn lại. Nhưng cái này là về tách được chưa hay là vẫn phải nuôi tập thể? Bé hơn như thế này là mình tách. Con này là được 3 cân này, con này chỉ được 2,5 cân thôi, 27 này. Con này là nó nhảy rồi. Nhưng cái này là chúng nó chung thủy một vợ một chồng hay là không. Một con có thể ghép được, một con đực có thể ghép được nhiều con cái? Không ghép được nhiều con. Cần vào chuồng là em biết con nào con đực con cái, tại sao? Con cái bao giờ cũng rất béo, mà con đực nó mà nhảy nhiều nó bị hóp hai hông à. Rồi. Khi mà anh thấy mà con rúi đực của con rúi mốc nó nhảy nhiều này là hiện tượng là phân nó bón hoàn này, suy nhược này, hóp bụng này. Cứ nuôi ghép đôi như thế mà nó cũng nhảy nhiều hay là không ghép xong là anh phải định nghĩ. Kệ nó không ghép lại, kệ nó phải thế nào nó có sức được.